Trong 30 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sống ở nước ngoài thì có tới 6 năm Bác học tập và làm cách mạng ở Liên Xô. Trung tâm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được chia làm 3 giai đoạn, từ 1923 đến 1924, năm 1927 và từ năm 1934 đến năm 1938. 6 năm ở Nga trước năm 1945 được coi là 5 tháng hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc, với việc tham gia nhiều hoạt động của quốc tế cộng sản trên quê hương cách mạng tháng 10. Việc đồng chí Hồ Chí Minh sang Liên Xô năm 1922 và tham gia tích cực vào hoạt động của tổ chức cộng sản quốc tế là quốc tế cộng sản với tư cách là đại diện của tầng lớp xã hội đông đảo nhất, những người nông dân bị áp bức nhiều nhất ở các nước thuộc địa, chính là một bước mở ra con đường tiến tới nắm vững sách lược chiến lược của cuộc chiến đấu giải phóng đất nước, sử dụng chính khối liên minh các lực lượng xã hội là những người ủng hộ cho phong trào giải phóng dân tộc. Còn nền tảng quần chúng của phong trào đó chính là giai cấp nông dân. Những nơi Bác đến làm việc sinh hoạt như cung Andreevsky ở Kremlin, trường đại học Phương Đông Moscow mà tôi tìm đến, cùng nhiều những địa chỉ khác ở các giai đoạn sau này đều đã thay đổi nhiều. Nhưng câu chuyện về ước mong của Bác được gặp Lenin và tình cảm của Bác trước sự ra đi của Lenin, các nhà nghiên cứu xã hội của Nga vẫn còn nhớ rõ. Vì vậy, Hồ Chí Minh chính là đại diện duy nhất của Đông Dương và Trung Quốc tham gia Đại hội Quốc tế của các tổ chức nông dân do Quốc tế Cộng sản tổ chức tháng 10 năm 1923. Trong các tư liệu từ thời Xô Viết đều nhấn mạnh rằng đồng chí Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của khu vực này tham dự tang lễ tiễn biệt Lenin. Ông là người vô cùng bình dị. Đó là thời kỳ rất khó khăn. Nhiệt độ ở Moscow khi đó là âm 40 độ C. Tai bị đóng băng, nhưng ông vẫn tới để vĩnh biệt Vladimir Ilyich Lenin tại lễ đường nhà công đoàn. Những người được chứng kiến kể rằng trên đôi tai của Hồ Chí Minh vẫn còn lại những dấu vết của thời tiết đóng băng ngày đó. Đó là tình cảm của Bác với Lenin và nước Nga. Có những căn phòng làm việc của Bác, chúng tôi tưởng không thể tiếp cận, nhưng Giám đốc Đại học Tổng hợp Xã hội Nga đã đón tiếp chúng tôi và cho chúng tôi xem căn phòng nơi Bác đã đến trong thời gian làm việc tại đây. Hồ Chí Minh đã tới ngôi nhà này, nhưng không có phòng làm việc của người ở đây. Còn những phòng trước đây thuộc trường quốc tế Lenin thì hiện nay không còn nữa. Tuy nhiên, tôi có thể nói về lịch sử liên quan tới tòa nhà này. Tại đây, đồng chí Hồ Chí Minh đã từng phát biểu trong một hội trường nằm trên tầng 3. Người đã vào căn phòng này, nơi trước kia Georgi Dimitrov, Tổng bí thư Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, từng làm việc. Kể từ năm 1957 đến 1962, có nhiều lần Bác sang Nga, có lúc công khai, có lúc bí mật. Chỉ biết rằng, trong các thước phim tư liệu giúp chúng ta được chứng kiến những thành phố, làng mạc, đô thị, công xưởng, nơi Bác đến, không chỉ ở thành thị, khi hội họp hay đi thăm các địa phương, mà khắp các nông trường vùng quê xa xôi, nơi đâu Bác cũng được lãnh đạo và quần chúng nhân dân đón tiếp trọng thị.
có thể thấy bất cứ người công nhân, người nông dân nào cũng có thể gần gũi bác ở những nông trường bác tìm hiểu các phương pháp trồng trọt chăn nuôi của người nông dân. Ăn bữa cơm do chính những người nông dân làm từ sản vật, từ địa phương, khoảng cách giữa lãnh tụ và người dân thật gần gũi và giản dị. Nhưng dễ nhận thấy nhất là ở bất cứ nơi đâu, tình cảm bác dành cho các cháu thiếu nhi là lớn hơn cả, và các em nhỏ cũng thật hạnh phúc khi đến bên một người trong cương vị chủ tịch của một nước mà thật giản dị như được đón người thân trong gia đình. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có nhiều người Liên Xô được cử sang giúp đỡ Việt Nam. Họ ở rất nhiều cương vị khác nhau, nhưng những lần gặp bác mãi mãi là những kỷ niệm không phai mờ trong tâm trí những thế hệ nay tuổi đã già, mà để nhớ được điều gì phải là ấn tượng rất lớn trong cuộc đời. Ở vùng viễn đông xa xôi của nước Nga, chúng tôi gặp người cựu thuyền trưởng từng chở hàng sang giúp Việt Nam trong chiến tranh, và ông đã có dịp được gặp bác. Sự giản dị chân tình của bác là câu chuyện ông sôi nổi kể cho chúng tôi. Trong lúc đó thì Hồ Chí Minh tới, chúng tôi đón người lên tàu. Người nói: các đồng chí, tại sao nước lại chảy như thế? Tôi trả lời rằng: chúng tôi rửa boong tàu. Rằng chúng tôi đang ở trên biển, trên mặt nước, nên có nước chảy cũng là chuyện bình thường. Đó là ấn tượng đầu tiên. Người hỏi chúng tôi quê ở đâu. Điều làm ngạc nhiên là kiến thức tiếng Nga của người. Các bạn biết không, người nói không hề có một chút giọng lơ lớ nào. Không một chút nào. Như tôi nhớ, người nói tiếng Nga sõi, tốt hơn, rõ ràng hơn một số người Nga đấy. Tôi rất ngạc nhiên. Các bạn biết không, nếu quay mặt như thế này mà người nói ở phía sau thì nghĩ đó là người Nga. Nếu nói về mối quan hệ thì tôi không chỉ có cảm giác ngạc nhiên, mà ngạc nhiên một cách thú vị. Tôi có cảm nhận rằng đó là vị chủ tịch hay người đứng đầu quốc gia, nhưng đồng thời đó là người nhân hậu, cởi mở, nhưng có cảm giác rằng đó là con người nghiêm khắc. Sự kết hợp những tính cách đó ở một con người là điều vô cùng giá trị. Khi con người vừa nhân hậu, vừa đáng kính, vừa hiểu tất cả mọi người và dường như luôn lắng nghe khi người khác nói, thì có cảm nhận rằng đó là con người đáng tin cậy. Tại Moscow, chúng tôi được gặp người phóng viên đã 3 lần được gặp bác. Những câu chuyện về bác thật rất nhiều và thú vị. Trong khuôn khổ của chương trình, chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn cuộc gặp tiêu biểu nhất. Lần đầu tiên tôi gặp cụ Hồ là vào năm 1961. Hóa ra là người rất ít khi đi trên chiếc ô tô Popeda của mình để đến cơ quan đại diện thương vụ Liên Xô để xem một bộ phim nào đó, phim Liên Xô. Người không cần tới phiên dịch bởi người biết tiếng Nga khá tốt. Một lần ở lối ra, chúng tôi gặp người, gặp hoàn toàn một cách tình cờ, và người hỏi tôi bằng tiếng Nga: cháu có biết tiếng Việt không? Bằng tiếng Nga, tôi trả lời bằng tiếng Việt một cách rụt rè.
Bởi lúc đó, tôi cứ ngây người ra trước cuộc gặp gỡ đó. Cháu biết, nhưng chỉ biết ít thôi ạ. Khi đó người nói, cháu có thích nơi này không? Người hỏi bằng tiếng Nga. Cháu có thích ở đây không? Tôi trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng, cháu rất thích, cháu yêu Việt Nam. Người rất vội vã ra về, bác Hồ rất vội, và người đã nói, cháu hãy học tiếng Việt sẽ có ích cho cháu đấy. Đó là lần gặp thứ nhất của ông với bác, và chính những điều bác nói với ông về tiếng Việt sau này đã giúp ông rất nhiều khi đảm đương nhiệm vụ của mình trong quan hệ với Việt Nam. Ở lần gặp thứ ba đã lùi xa gần nửa thế kỷ, và cho đến nay ông vẫn cứ luyến tiếc một điều. Vào cuối tháng 2 năm 1969, nửa năm trước khi người mất, nhìn thấy rõ là người có vẻ ốm yếu. Người đội chiếc mũ cắt két, mặc chiếc áo dài, cổ quấn khăn. Người nói nhỏ nhưng rõ ràng. Trước khi nói chuyện, người mời chúng tôi hút thuốc. Người lấy hộp đựng xì gà và một chiếc hộp đó ra. Chúng tôi đều cảm thấy ngại ngùng và không ai trong số chúng tôi cầm điếu thuốc nào cả. Người làm ra vẻ chẳng có điều gì xảy ra. Người cầm một điếu thuốc và đưa lên khóe miệng, nhưng người không hút. Sau đó, khi chúng tôi trở lại khách sạn, chúng tôi mới hiểu ra mình phạm lỗi gì. Chúng tôi đã không cầm điếu thuốc từ tay vị chủ tịch. Đó chính là món quà người dành cho chúng tôi. Đó là món quà của người. Sau đó chúng tôi mới hiểu ra, nhưng đã muộn mất rồi. Ông Glazunov, nguyên chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nga, người đã gặp Bác Hồ nhiều lần. Tại gia đình ông có rất nhiều tài liệu, sách báo liên quan đến Việt Nam. Và trong số những bức ảnh chụp với bác mà ông gửi tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh, có cả những cuốn sách có bút tích của bác như cuốn nhật ký trong tù được dịch bằng tiếng Nga. Làm việc trong Sứ quán Liên Xô tại Việt Nam, nhiều lần được gặp bác, nhưng ông nhớ nhất kỷ niệm về bác với thiếu nhi mà bác gặp tại Sứ quán. Hồ Chí Minh rất yêu trẻ em, bác hay đón các em ở phủ chủ tịch. Năm 1965, kỷ niệm 20 năm chiến thắng phát xít tại Đại sứ quán Nga, và Hồ Chủ tịch đến. Chúng tôi biết bác rất yêu trẻ em, nên đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kẹo để bác tặng trẻ em. Khi buổi lễ kết thúc, Hồ Chí Minh hỏi, có kẹo không? Tôi đã chuẩn bị sẵn và mời bác đi tới đài phun nước nơi các em nhỏ Nga đang chơi. Lúc đầu các em còn ngại, sau đó bác ngồi xuống chìa túi ra cho các em đến lấy kẹo, trong đó có con gái tôi. Người cảnh vệ của bác không tìm thấy bác đâu, còn tôi bị đại sứ phê bình vì đưa bác ra ngoài mà không báo trước. Khi cảnh vệ đến, bác chia tay với các em nhỏ. Bác luôn cởi mở với trẻ em và rất dễ gần, bác rất yêu trẻ em.
Я сожалею, у меня потерялась фотография, была фотография такая. Với mọi người được gần bác cũng luôn hạnh phúc, nhưng trong công việc bác luôn hết mực gương mẫu. Tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất hòa đồng, cởi mở. Người có thể tìm ra được một đề tài chung cho câu chuyện. Với những người nông dân, người có thể nói với tư cách đại diện của nhà nước. Với các cán bộ nhà nước, người là nhà dân chủ lớn, người luôn kiên quyết bảo vệ những quan điểm chính trị và quan điểm sống của mình. Như ở Việt Nam, người ta thường nói, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Được sự giúp đỡ của Hội Người Việt tại Moscow, chúng tôi được gặp những người đại diện cho Quỹ Hòa Bình tại Moscow. Mặc dù đang là tháng nghỉ hè, nhưng mọi người đã đi hàng trăm cây số về để gặp chúng tôi. Sự chân tình và ân cần để lại ấn tượng rất lớn cho cả đoàn làm phim trong chuyến công tác tại nước Nga. Вы знаете, почему такое у нас отношение к товарищу Хашимину? Các bạn có biết tại sao có mối quan hệ như vậy giữa chúng tôi với đồng chí Hồ Chí Minh? Thứ nhất, người rất yêu và rất tin tưởng những người dân Xô Viết. Самый добрый народ живет в этой стране. Khi đó, người từng nói rằng những người dân nhân hậu nhất đang sống ở đất nước Xô Viết. Nhân dân chúng tôi nhận thấy rằng đồng chí Hồ Chí Minh là con người khiêm tốn nhất. Tôi chưa bao giờ đọc cũng như nghe thấy trong số những người lãnh đạo phong trào cộng sản và các nước khác có ai đó khiêm tốn như Hồ Chí Minh. Mọi người kể nhiều chuyện về người. Trong số đó có câu chuyện khi Hồ Chí Minh tặng huân chương cho các quân nhân. Người đã nói, các bạn hãy nhìn tôi và nhìn những người bạn chiến đấu của tôi. Chúng tôi không có huân chương, chúng tôi không có của cải. Chúng tôi ngày ngày làm việc chỉ để giải phóng tổ quốc của chúng ta khỏi sự xâm lăng của đế quốc Mỹ. Một con người như vậy, dù cho bạn có biết hay bạn có đọc, hoặc nghe nói về người đó hay không, thì luôn khiến bạn cảm thấy vô cùng kính trọng, giống như tình cảm kính trọng của chúng tôi dành cho người và cả dân tộc Việt Nam. Sinh thời, anh hùng vũ trụ Liên Xô Titov là người được gặp bác nhiều lần. Nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đón người anh hùng Liên Xô với những tình cảm và nghi thức trọng thể. Cũng chính vì thế, trong suốt 30 năm làm chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt, Titov đã đóng góp nhiều công sức cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Xô ngày càng thắm thiết. Những năm 1991-1992, chính Titov là người đứng ra bảo vệ tượng đài bác ở thủ đô Moscow. Tình cảm của Titov và gia đình ông đối với bác thân tình như ruột thịt. Người vợ ông, bà Tamara, kể với chúng tôi những câu chuyện về bác. Vì vậy, những tình cảm trong anh German cũng như tình cảm của nhân dân chúng tôi dường như được anh ấy mang theo tới Việt Nam. Những cuộc gặp với cụ Hồ, như anh ấy vẫn thường gọi Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh cho phép anh ấy được gọi người như thế. Giống như người Việt Nam, thanh niên Việt Nam vẫn gọi người, và người nói để German gọi người như vậy. Vào một trong những ngày khi họ nghỉ về Hạ Long, họ bơi trên một chiếc cano,
Không, không phải cano mà là chiếc thuyền, thuyền có mái chèo. Lúc đầu anh Jackman điều khiển mái chèo, sau đó cụ Hồ điều khiển và họ tiếp xúc nói chuyện với nhau. Jackman vô cùng thán phục cảnh đẹp này của Việt Nam, đó là Vịnh Hạ Long, ngắm nhìn những hòn đảo. Khi bơi qua một trong số những hòn đảo, anh ấy đã nói, trời, đảo mới đẹp làm sao? Ở đó có một bờ cát nhỏ. Cháu thích hòn đảo à? Và người đã hỏi anh ấy. Anh trả lời, tên rồi. Vậy thì tôi tặng nó cho anh ấy. Anh Jackman từng là chủ tịch hội hữu nghị Liên Xô Việt Nam trong thời gian gần 30 năm. Hội hữu nghị Nga Việt giới thiệu cho chúng tôi một người cộng tác để làm phim, đó là người cũng đã nhiều lần gặp bác. Khi chúng tôi hỏi kỷ niệm về bác, tâm thức trong ông ào ạt chảy về. И когда мы поднялись, приехали, значит, в само здание дворца, поднялись. Khi chúng тôi tới phủ chủ tịch, bước vào gian phòng lớn, hình như gian phòng đó gọi là gian phòng khánh tiết, ở đó có rất nhiều cột. Toàn bộ các thành viên của Bộ Chính trị đã ngồi ở đó, chỉ không có Hồ Chí Minh. Tôi nhớ có các ông Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh. Nói chung là đa số thành viên Bộ Chính trị. Tất cả mọi người ngồi và nói chuyện với nhau. Sau đó, chúng tôi được sắp xếp ngồi vào chỗ cố định. Khi chúng tôi ngồi vào chỗ và uống chè, thì đúng lúc đó Hồ Chí Minh đi tới và ngồi vào chỗ của mình. Lúc đó, Hồ Chí Minh nói, anh Tô sao không cảm ơn hai đại sứ Liên Xô và Trung Quốc? Bởi vì họ đã làm tất cả để chuyến thăm của các anh đạt kết quả tốt. Phạm Văn Đồng đứng dậy, lấy mấy bông hoa từ lọ, tặng cho ông Shevilov, phó đại sứ, khi đó là quyền đại sứ của chúng tôi, và tặng cho đại sứ Trung Quốc, rồi ông ngồi xuống. Ông ấy đã thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh như thế và ngồi xuống với vẻ vô cùng hài lòng. Đồng chí Hồ Chí Minh nói, sao lại như vậy được? Thế còn các phiên dịch thì sao? Anh có thể làm gì được nếu họ không giúp dịch cho anh cả ở đây, ở Hà Nội, cả ở Moscow, vì anh không biết tiếng Nga mà. Ông Phạm Văn Đồng lại đứng dậy, mọi người đều cười rất vui. Có một nhà báo đã gặp bác và nghiên cứu về bác. Ông đã viết rất nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những quyển sách nổi tiếng và được tái bản nhiều lần. Trao đổi với chúng tôi câu chuyện về bác, về những cảm xúc khi ông viết sách. Thật thú vị. Trong 3 năm tôi viết cuốn sách này, đến nay vẫn cho là 3 năm này là 3 năm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tại sao? Tại vì mỗi một ngày tôi có cảm tưởng là hình như tôi tiếp xúc mỗi ngày, mỗi một giờ, mỗi một giây phút với một người vĩ đại do độc giả Liên Xô rất thích. Và như thế là năm 83, nhà xuất bản tái bản cuốn sách này lại 100.000 nữa, như tức là cuốn sách Hồ Chí Minh ở Liên Xô đã được xuất bản tổng số là 200.000. Hiện nay thì rất khó hình dung là sách nào ở Nga mà được xuất bản với cái số 200.000 cuốn. Có người hỏi đoàn làm phim rằng các anh biết được bao nhiêu địa danh ngay tại thủ đô Moscow, những nơi còn in dấu chân của bác trên khắp các phố phường.
chúng tôi đã đi tìm và cũng chỉ ghi hình được phía bên ngoài. Cũng có nơi được vào tận phòng làm việc của bác, được tận mắt chứng kiến bút tích của bác. Thời gian, năm tháng, vật đổi sao rời, mọi nơi bác đã khác xưa. Trách nhiệm của đoàn làm phim trung thành với lịch sử, giúp người xem hiểu phần nào những nơi bác đã đến. Nhưng còn nhiệm vụ lớn hơn là sự lan tỏa nhân cách của một lãnh tụ tầm vóc quốc tế mà xuyên suốt chiều dài thế kỷ đến nay vẫn đầy sức thuyết phục, là điều đoàn làm phim cần làm cho mọi người có thêm hiểu biết về bác hơn. Hiệu trưởng trường Đại học Phương Đông khi nói về Hồ Chí Minh, ông nói chúng ta đang bàn về một con người thiên tài, khó có từ ngữ nào diễn tả hết, về giá trị nhân văn, về ý chí giải phóng dân tộc mình, kết hợp hài hòa trong sự giản dị, luôn đặt quyền lợi nước nhà lên trên hết. Khi nói về Hồ Chí Minh, thì một mặt chúng ta đang nói về một con người tài năng, có học thức, con người thiên tài, đó là nhìn từ khía cạnh kiến thức. Ngoài ra, đó là con người mong muốn bằng niềm tin và kiến thức của mình phục vụ cho lợi ích của mọi người. Có thể có những ý kiến khác nhau về các hình thức giải phóng dân tộc mình, có thể giải thích những hình thức đó theo những cách khác nhau, nhưng không thể không công nhận một điều chủ yếu. Đây là những nhân cách lớn có ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử của đất nước mình, tới sự nghiệp giải phóng dân tộc mình, và họ đã có những đóng góp lớn lao vào sự nghiệp giải phóng các dân tộc trên thế giới. Nhân dân Việt Nam tự hào về Hồ Chí Minh, đó là điều không có gì khác thường, mà hoàn toàn tự nhiên và không phải ngẫu nhiên mà một thành phố quan trọng nhất ở Việt Nam đang mang tên Hồ Chí Minh. Đó chính là sự thể hiện thái độ biết ơn đối với những gì Hồ Chí Minh đã làm trước đây, cũng như đối với vai trò của người hiện nay trong đời sống. Đó chính là cơ sở nền tảng cho sự phát triển nền văn minh ở Việt Nam. Những người chúng tôi gặp không nhiều, nhưng tình cảm của nhân sĩ trí thức Liên Xô dành cho bác thật lớn. Câu chuyện chúng tôi kể chỉ là một góc nhỏ trong biết bao con người đã từng gặp bác, đã từng biết đến Việt Nam. Tất cả đều toát lên một tình cảm trân trọng và sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tình bạn thủy chung trước sau như một với nhân dân Việt Nam. Thời gian trôi đi có thể xóa nhòa những dấu vết của lịch sử, nhưng ký ức và những câu chuyện sẽ sống mãi với thời gian giữa hai dân tộc Việt Nga thật xa nhưng cũng rất gần. Trong biết bao bạn bè quốc tế của Việt Nam, hiếm có tình bạn nào thủy chung vô tư trong sáng như những người bạn Liên Xô, nay là Liên bang Nga, với Việt Nam. Nói như lời Thủ tướng Putin, đó là những tài sản vô giá mà chúng ta phải gìn giữ cho hôm nay và mãi mai sau. Đó cũng là niềm mong ước của nhân dân hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp. Mỗi chúng ta, dù ở cương vị nào, hãy làm nhiều điều tốt đẹp hơn để thắp sáng hơn lên ngọn lửa của tình hữu nghị thủy chung ngày càng rực sáng hơn trong lòng mỗi người dân Việt Nga.